Anh lo ok, bây giờ mình cùng chuyển đến những câu cuối cùng của bài tập ngày đề số nha các bạn. Các bạn nhìn Anh này nhớ ba câu, một câu sai về thì của động từ, một câu sai về sở uh, tính, tính tính từ sở hữu hoặc là đại từ và một câu sai về cách dùng từ bạn nhìn. Rất là nhiều tờ giấy thì đã bị bỏ lại trong phòng học sau khi những đứa trẻ, những đứa học sinh rời đi. Vậy bạn nhìn thấy after sau khi? Vậy sau khi những học sinh nó bị rời đi thì những cái tờ giấy này nó bị bỏ lại đúng không vậy là cái hành động này cái hành động rồi đi xảy ra trước cái hành động là bị bỏ lại nó phải sửa à hết lép cho anh nhé sai về thì và bạn nào không biết học bằng cấu trúc tức là after cộng chủ ngữ cộng hết phân từ 2, hả phải chủ ngữ cộng vấp 2 còn ngược lại before before cộng chủ ngữ cộng vấp 2 phải chủ ngữ đi với hết phân từ 2. hả rồi câu 4 là gì câu 4 là cái ý tưởng mà tiểu thuyết đồ họa đó quá là đơn giản để có thể được coi là cái việc đọc nghiêm túc thì không còn có lý nữa đúng không mà đọc nó câu này sai chỗ ít đó các bạn câu sai câu d luôn đọc nó nó ở số ít đúng không nhưng mà đọc nó là ai đọc đó cho là đọc tiểu thuyết tiểu thuyết ở dạng số nhiều cho nên phải sửa ít thành xem Câu 45 là gì? Câu 45 là câu sai về từ vựng chắc luôn ha. Sai về cái gì đó biết không? Các bạn nhìn anh nè. À? Bố mẹ thường yêu thích một đứa trẻ hơn là những đứa còn lại. Đúng không ạ? Cái sự yêu thích của bố mẹ có thể là một trong cái tác động uh, rất là... Có thể là một trong cái tác động gọi là sâu sắc và có tính phá hủy nhất mà đứa trẻ nó hơi gặp phải và ảnh hưởng đến cả phần đời của đứa trẻ thì bạn sai ra từ favorite favorite danh từ là sự ưa thích đúng không nhưng mà chỗ này không phải sự ưa thích đâu bạn mà là cái sự thiên vị của bố mẹ là một trong những cái điều rất là xấu đúng không vì là sự thiên vị phải sửa từ favorite thành từ favorite thì sự thiên vị sang câu số 3 46 nè 46 là tôi đã không gặp cô ấy Khoảng 3 năm rồi Đúng không ạ Haven't not gặp cô ấy Khoảng 3 năm rồi Vậy rằng đây Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy Chính là 3 năm trước Đúng là câu à, The last time mà tôi gặp cô ấy Là 3 năm trước Câu hợp lý đúng không ạ Câu là gì Đã 3 năm rồi Thằng này sai dùng sim mới đúng Nhưng mà không chiêu will như vậy được Tôi đã không gặp cô ấy 3 năm trước Câu này không hợp lý Trong suốt 3 năm tôi gặp cô ấy Một lần không đúng luôn ha Rồi có 37 là gì? 47 là gì? 47 là ông Sơn nói là tao có thể đến và chăm sóc đứa con của mày vào ngày mai đó, đúng không ạ? À? Vậy ông Sơn đang confirm, đang xác nhận, đúng không? Câu A là gì? Ông Sơn ổng xác nhận rằng là ổng có thể đến và chăm sóc những đứa trẻ vào buổi tối vào đêm mai ông sơn ông ra lệnh là đến và chăm sóc ra lệnh sao ông sơn ông nói rằng ông có thể đến và chăm sóc những đứa trẻ À, vào ngày mai và ông sơn ông đề xuất rằng là ông có thể đến và chăm sóc những đứa trẻ vào ngày mai rõ ràng các bạn confirm set với suggest ở mấy câu nào cũng hợp lý cả nhưng mà suggest nó mang tính đề xuất đề xuất tức là mình đưa ra một cái gì đó ví dụ là tại sao mình không đi chơi về đấy đề xuất là mình đi chơi câu này không hợp lý câu hợp lý lúc là câu a à, theo ngữ cảnh thôi nha tức là ông sơn ông xác nhận rằng ông confirm rằng ông xác nhận rằng là ông sẽ đến và chăm sóc những đứa trẻ vào đêm tối mai ha nhìn anh nào to be not allowed to là không được phép đúng không? Không được phép mình viết lại dùng là Motion đúng không? Câu mà dễ quá. Motion là đúng là câu này. Bạn không được phép vào cái hội nghị này mà không có cái sự cho phép của manager. Vậy bạn không được phép bước vào hội nghị mà không có sự cho phép của manager. Regret hối tiếc nè ha. Jennifer đã từ chối cái offer về công việc. Bây giờ cô ấy rất là hối tiếc. Vậy cô ấy ước là giá như cô ấy đã không từ chối đúng không? Vậy bạn nhìn cho anh nè, regret mà hối ước regret có hai cách cộng nha các bạn regret cộng to work và lấy làm tiếc kia phải thông báo điều gì và regret cộng pháp bên tức là hối tiếc vì đã làm điều gì thằng dùng to work không hợp lý lại ha Jennifer hối tiếc vì đã không từ chối câu này sai cô ấy đã từ chối cái công việc này trên cô ấy ước là cô ấy đã không từ chối chứ mà cô ấy hối tiếc cô ấy đã không từ chối sai ở chỗ nó này đúng không ạ à? cô ấy ước cô ấy đã không từ chối câu là đúng rồi câu c ha bản thân hối tiếc đã có ý nghĩa phủ định rồi ví dụ tôi hối tiếc vì tôi đã đánh bạn tức là thực tế là gì tôi hối tiếc vì tôi đã đánh bạn tức là cho người ta mặt mang ý nghĩa phủ định tức là giá như mà tôi không đánh bạn đúng không tôi hối tiếc vì tôi đã đánh bạn tức là tôi ước là tôi không đánh bạn nhưng mà thực tế là tôi đã đánh rồi trên thằng này đã thằng này đã có phủ định rồi không còn dùng nó nhé các bạn đâu rồi nó sai nha còn năm mươi là gì manager đã quyết định thay thế cái forward sau đó họ ghi điểm ha? họ ghi điểm họ họ score, score là đạt được cái mục tiêu của họ vậy thì no sooner no sooner dùng hết cho anh nha câu này sai ngữ pháp chỉ khi thật ra no sooner có đích đó mấy đứa no sooner có đích đó, nhưng mà mấy đứa không còn quan tâm đâu không còn quan tâm đâu tại vì theo phong bộ thì phải dùng hết nha mấy đứa theo phong bộ phải dùng hết chứ không dùng đích nha no sooner có đích đó còn đứa có, có đích No sooner có dick nhưng mà đứa nào muốn kiểu học nhiều hơn đó thì lên mạng gõ đi ha Nhưng mà nó bộ không ra ha Chỉ khi manager quyết định thay thế cái này thì họ mới ghi bạn Chỉ khi không hợp lý Đúng không? mãi cho đến khi manager à mãi cho đến khi phải dùng là than chứ không dùng tá câu này sai ngữ pháp đúng một câu d ha mãi cho đến khi manager quyết định thay thế forwarder thì họ mới có thể ghi bàn là đúng một câu d vậy hỗ trợ sửa xong bài tập của ngày hôm nay rồi nhé